Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trên một trang mạng Pháp, anh Chi có thấy một cái bài viết mà không có thấy để tên tác giả. Đại khái bài viết này bằng tiếng Pháp viết về 20 quy tắc bất thành văn dành cho nam giới. Thấy cũng vui vui, cũng hay hay, cũng ngộ ngộ. Thành thử ra anh Chi mới dịch qua tiếng Việt và đem về đây trình bày với bà con cô bác. Đại khái là gì? Trong 20 quy tắc bất thành văn dành cho nam giới đó, thì cái điều đầu tiên là không bao giờ bắt tay khi bạn đang ngồi. Đứng lên thể hiện sự tôn trọng và cam kết. Điều này có nghĩa là bạn thích thú với người bạn đang gặp và bạn hiện diện đầy đủ trong quá trình tương tác. Điều thứ hai là hãy bảo vệ những người ở phía sau bạn và tôn trọng những người ở bên cạnh bạn. Điều này nhấn mạnh lòng trung thành và danh dự. Bảo vệ những người đứng sau bạn đồng nghĩa với việc bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng đội của bạn. Tôn trọng những người ở xung quanh có nghĩa là thừa nhận sự bình đẳng và giá trị của đồng nghiệp. Điều thứ ba là đừng bao giờ xúc phạm người làm bếp khi bạn là khách. Thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng lòng hiếu khách là điều cần thiết. Chỉ trích đồ ăn là hành vi thiếu tôn trọng và vô ơn, đặc biệt là khi ai đó đã hết lòng chiều chuộng bạn. Cái quy tắc thứ tư là đừng bao giờ ăn miếng cuối cùng của thứ mà bạn không mua. Quy tắc này nó nhấn mạnh sự lịch sự và quan tâm đến người khác. Điều này thể hiện nhận thức và sự tôn trọng đối với các thức ăn được chia sẻ và sự đóng góp của người khác. Quy tắc thứ năm là đừng bao giờ đưa ra lời đề nghị đầu tiên trong cuộc đàm phán. Để bên kia đưa ra lời đề nghị đầu tiên có thể mang lại lợi thế chiến lược. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về kỳ vọng của họ và có thể giúp bạn đàm phán các điều khoản tốt hơn. Điều thứ sáu là gì? Đừng nhận công cho những việc mà bạn không làm. Sự chính trực trong cái việc ghi nhận những nỗ lực của người khác là rất quan trọng. Việc nhận tín dụng quá mức về mình sẽ làm suy yếu cái sự tự tin và làm tổn hại đến uy tín của bạn. Quy tắc thứ bảy, nhận lỗi và ghi công khi đến hạn. Thừa nhận sai lầm và ghi nhận sự đóng góp của người khác sẽ xây dựng sự tôn trọng và tin cậy. Điều này thể hiện sự trưởng thành và khả năng lãnh đạo. Quy tắc thứ 8, nếu không được mời thì đừng có đòi đi. Tôn trọng ranh giới và lời mời là điều cần thiết để duy trì nghi thức xã hội tốt. Điều đó tránh những tình huống tế nhị và tôn trọng ý định của chủ nhà. Quy tắc thứ 9, luôn nhắm vào đầu. Quy tắc ẩn dụ này có thể áp dụng cho nhiều tình huống, ngụ ý rằng là bạn nên cố gắng đạt được sự xuất sắc và chính xác trong nỗ lực của mình. Quy tắc thứ 10, đừng cầu xin một mối quan hệ. Lòng tự trọng và nhân phẩm là quan trọng. Sự tuyệt vọng có thể dẫn đến động lực không lành mạnh và đánh giá thấp giá trị của bạn. Quy tắc thứ 11, ăn mặc đẹp bất kể là dịp nào. Ăn mặc chỉnh tề và ăn mặc phù hợp thể hiện sự tôn trọng bản thân và người khác. Nó cũng xây dựng sự tự tin và tạo ấn tượng tích cực. Quy tắc thứ 12, luôn mang theo tiền mặt bên mình. Việc chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả trường hợp khẩn cấp sẽ rất hữu ích. Điều này phản ánh sự có suy nghĩ trước và trách nhiệm. Sở dĩ có cái quy tắc số 12 này á, luôn mang theo tiền mặt bên mình á, là bởi vì ở tại Pháp, nơi anh Chi đang ở đó quý vị, gần như là mọi người đều xài thẻ nhà băng, thẻ ngân hàng. Quý vị biết rằng là đi vào chợ, đi vào tiệm thuốc tây, đi đâu ấy, một euro thôi, một đồng thôi, cũng trả bằng thẻ quý vị ạ. Cái tức là sau một thời gian dài sống ở bên Pháp rồi đó, thì anh Chi gần gần như cũng mất luôn cái thói quen xài tiền mặt và chỉ một cái thẻ thôi. Thậm chí là từ khi mà nó có cái loại thẻ kêu là cái ví điện tử đó, thì với cái phone của mình, anh Chi cài cái thẻ nhà băng kết nối với lại cái tài khoản ngân hàng của mình rồi. Thì nói thật với quý vị, anh chị cũng không cần mang bóp ví gì nữa hết. Đi đâu cũng chỉ một cái phone là đủ và trả tiền với cái ví điện tử của mình từ trên cái điện thoại của mình luôn. Thành thử ra cái văn hóa xài tiền mặt lâu dần nó cũng mai một bởi vì không cần cần thiết nữa. Và người ta dù cho một đồng, thậm chí là vài mươi sen một cái lon nước ngọt ở trong chợ, ở trong siêu thị họ bán thì cũng có thể trả bằng bằng thẻ được. Thành thử cái quy tắc số 12 này dành cho các quý ông là luôn mang theo tiền mặt bên mình
Để Chi chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả những tình huống khẩn cấp. Điều này thì phản ánh cái sự suy nghĩ thấu đáo, chu toàn và trách nhiệm. Cái quy tắc thứ 13 là lắng nghe, gật đầu và trên hết là giao tiếp bằng mắt. Lắng nghe tích cực và tham gia phi ngôn ngữ là điều cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Chúng thể hiện rằng là bạn thích và quan tâm đến người nói. Quy tắc số 14, hãy kiềm chế khi bộc lộ sự tức giận dù thế nào đi chăng nữa. Tức giận là lãng phí năng lượng. Kiểm soát cơn giận là điều cần thiết để duy trì sự bình tĩnh và đưa ra quyết định hợp lý. Điều này ngăn chặn những hành động đáng tiếc và thúc đẩy một môi trường tích cực hơn. Quy tắc số 15 là cho dù đó là bữa tối, đồ uống hay là cả hai thì hãy tránh đặt điện thoại lên bàn ăn tối. Ưu tiên tương tác trực tiếp thay vì phiền nhiễu kỹ thuật số để thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến người có mặt. Và quy tắc số 16, đừng bao giờ tạo dáng với rượu. Duy trì một hình ảnh có trách nhiệm là điều quan trọng. Tạo dáng với rượu có thể thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp hoặc là liều lĩnh. Uống rượu bình thường thôi, không có nhất thiết mà phải tạo dáng với chai rượu hay như thế nào, không hiểu. Quy tắc số 17, phát ngôn đúng đắn sẽ đưa bạn tiến xa trong cuộc sống. Hãy để ngôn ngữ tục tằng cho những cái người ít học. Kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm cả lời nói đẹp, thì sẽ nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp của bạn. Tránh nói tục là thể hiện sự tôn trọng và trưởng thành. Quy tắc số 18, hỏi nhiều hơn trả lời. Thể hiện sự quan tâm đến người khác bằng cách đặt câu hỏi thì sẽ thúc đẩy cái mối quan hệ và sự hiểu biết tốt hơn, và nó cũng thể hiện sự khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi của bạn. Quy tắc số 19 là gì? Bạn có thể biết được nhiều điều về một người từ cái bắt tay của họ. Vì vậy, hãy làm cho cái bắt tay của bạn trở nên mạnh mẽ và chắc chắn. Một cái bắt tay chắc chắn thể hiện sự tin tưởng và chân thành. Đó thường là ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải làm sao làm cho đúng. Và cái quy tắc 20, hãy nói thật lòng. Nói những gì bạn nghĩ và có nghĩa là những gì bạn nói, có nghĩa là hãy nói thật lòng, nói những gì bạn nghĩ. Và những gì bạn nghĩ chính là điều bạn nói. Sự trung thực xây dựng niềm tin và tính chính trực. Điều này đòi hỏi phải trung thực và nhất quán, thúc đẩy các cái kết nối sâu sắc hơn và tôn trọng lẫn nhau. Chứ đừng có nói nghĩ một đằng mà nói một nẻo kiểu như vậy. Nói năng trung thực cũng có nghĩa là cân bằng sự thật với sự đồng cảm và tế nhị, bảo đảm lời nói của bạn được tôn trọng và chu đáo. Vừa rồi là một bài nói về 20 quy tắc dành cho phái nam mà anh chị lượm lặt được ở trên mạng. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.